Rồi, em Thắng xin kính chào các bà con cô bác ha. Thì lời nói đầu tiên cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua. Thì hôm nay em về được một ít mặt hàng anh em mình xem có cái món nào đó phù hợp với mình thì mọi người có thể liên hệ em ha qua số điện thoại và Zalo của em. Số điện thoại và Zalo của em là 0966 924 801 nha mọi người. Và cái số này thì em Thắng có để dưới cái phần mô tả cũng như là phần tiêu đề. Thì như thường lệ trước khi đi vào clip thì em Thắng sẽ nhắc lại cái hình thức giao dịch bên em. Thì bên em sẽ có hai hình thức giao dịch, anh em mình chuyển khoản, em bao ship, ship code, mọi người vui lòng mình gửi thêm các phí vận chuyển cho bên giao hàng giúp em nha. Rồi, cái mã số đầu tiên trong clip này thì em Thắng sẽ giới thiệu cho mọi người mấy cái con vít ha. Đầu tiên thì em có một cái con vít của BB nha anh em. Đây, cái dòng này thì của Thụy Sĩ ha, Switchmate, đầu vít tự 6 và dòng thiết kế của mình là chữ T luôn như thế này của BB. Anh em mình có thể mua về mình sưu tầm và mình sử dụng cũng được, rất là ngon. Hàng của BB thì giá thành cũng khá là cao. Chiều dài tổng thể mình đo được là 7 cm này. Phần băng ngang cũng được là 7 luôn. Đó, một cái vít vàng của BB nha. Rồi anh em mà thích cái vít vàng của BB này mọi người cho giúp em mã số là A1 ha. Đó, A1 cái vít của BB này giá 80. Đây, A1 ha. A1 80.000. Rồi, tiếp theo. A2 thì em có hai cái con đầu sau của BB nữa. Đây, có hai con đem lấy ra ha. Đây. Cái loại này thì có hai con. Một con đầu của mình là T6 và một con là đầu T8 ha. Switchmate luôn nha anh em, BB này, T6 và T8, đầu của mình là đầu kho thị như thế này. Đầu con rất là đẹp hẳn của BB nha anh em. Đó, BB hai con. Rồi, thì anh em thích hai cái vít của BB này ha, một đầu mở T6 và một đầu mở T8. Mọi người mình chốt giúp em mã số cho hai cái vít BB này của mình là A2 ha, mã số A2 ha. A2 giúp em ha, hai con này giá của mình là 100.000 hai con nha anh em. Đó, anh em mình sưu tầm vít của BB. Mã số A2 100.000 hai con. Rồi. A3 thì em có ba cái con lục giác. Đó, cũng cùng một hãng của BB luôn. Thì ba con lục giác này nó sẽ có một cái con lục giác bi. Một con lục giác bi này của mình là đầu 2.5 luôn nha. Và một con đầu lục giác 6 cạnh cũng 2.5 luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có một con lục giác 6 cạnh 1.5 đó nha anh em. Đó là cái bộ này là gồm có ba con. Hai con 2.5 và một con là 1.5. Rồi ba con này em để giá cho mọi người là 120.000 ha. 120.000 ba con vít của BB nha. Đó. Ba con này là 120.000 giúp em. Đây. A3 ha. A3 120.000. Rồi cái chiều dài của mình á thì cái con 1.5 này nó dài được là 14 cm ha, và cái con dài nhất của mình là nó tầm khoảng là 17 cm ha. Mã số là A3 giúp em ha, 120. Rồi. A3 rồi đến A4. A4 thì em có hai cây của Guerra của Đức luôn nha anh em. Nói chung là hàng rất là ngon. Này Guerra của Đức nha anh em. Đó. Guerra một thương hiệu của Đức, thì một con là nó để là 6, một con là để 2 chấm nha. Đó, một TX6 nha anh em. Đó, con là đầu T6 và một con như là đầu TX6 thân 2 ly. Không để anh em như là T6 với T8 hay sao luôn á. Ha này. Thông số nó để như thế nào nha anh em, anh em mình xem phù hợp với mình thì mình chốt giúp em của Vera ha. Đây, đầu nhỏ thôi. Đó. Rồi hai con Vera này em để này nó có nấm sai luôn nha anh em, nó nấm sai tròn rất là ok. Hai con của Vera này em để giá 100.000, nhỏ nhỏ nhưng mà rất là ngon ha, anh em mình dùng trong gia đình sử dụng sửa chữa đâu ha. 14 và 16 cm. Hai con là 100 ha, của Vera của Đức. Hai con nha anh em, A4 100.000 hai con. Nhỏ nhỏ nhưng mà hàng của Đức nha anh em, A4 100. Rồi. Theo. A5. A5 thì em có một cái bộ vít của engineer. Đó, gồm có ba cây dương và một cây âm. Thì ba cây dương này của mình là BH1, BH2 và BH3. Đó, tất cả đều có made in Japan hết ha. Của hãng engineer nha anh em. Hàng engineer này rất là ngon, giữa trong và một con vít trừ. Đầu vít trừ 4.3 hay sao á. Đó, đây đầu vít trừ 4.3 ha, made in Japan luôn, của engineer luôn. Đó, bốn con. Đầu còn rất là đẹp nha anh em.
Nói chung là đầu người ta xài rồi nhưng mà cũng khá là ngon đấy, nên mình sử dụng nha. BH1 này. À BH0 chứ, BH0, BH1 và BH2. Đó. Rồi. Rồi cái chiều dài của mình thì cái con BH2 này nó dài nhất là được 22 cm, còn lại là nó tầm khoảng là 19-20 cm ha. 4 cây nha anh em. Thì anh em thích sưu tầm hay là mình thích dùng cái bộ vít của Engineer này, mọi người mình chốt giúp em mã số cho cái bộ vít này của mình 4 cây ha. 250.000 4 cây nha anh em. 250.000. Đó, tính ra cây có 560 thôi ha. Mã số là A5 giúp em nha, bộ này 250. Rồi, A6 thì một cái cặp ha. A6 thì có một cái cặp vít này, cặp vít này còn khá là mới luôn, gần như là còn mới đẹp ha. Một con vít BH2 và một con vít trừ 6 đó anh em thấy không, đầu cảnh khía cạnh nó cũng rất là đẹp đó. Một con BH2 và một con đầu vít trừ 6, và cặp này thì nó có tổng chiều dài được là 20 cm nha anh em. Đó, cặp này nó có tổng chiều dài là 20 cm. Rồi cặp này 150.000 còn khá là mới nha, gần như là chưa có xài luôn á, cán cũng rất là đẹp, vừa sell ra bên nha anh em. Đây, tất cả đều có chữ ra bên trên thân này đó, của Nhật ha. Tại vì vừa sell thì nó cũng có một cái nhà máy nó đặt tại Thái Lan, nhưng mà cái cặp này được gia công ở Nhật ha. A6 cặp này 150. Rồi tiếp theo A7 cặp này dài hơn đó, cặp này còn mới tin luôn, cái con này nó còn tem luôn, hai con này nó cũng mới này đó, nên là anh em mình thích cái cặp bự dài nó đẹp thì mình chốt cái cặp này. Cặp này là nó chiều dài tới 25 cm, là rất là dễ dùng nha. Đó. Chiều dài cặp này là 25 cm, cặp kia là 20 cm ha. Đó. Thì cái cặp 25 cm này thì giá 180 nha anh em. Cặp này cũng còn mới này. Đẹp 180.000, mã số là A7. Ha, A7 giúp em nha, 180. A7 180.000. Rồi. Theo. A8 thì em có một cây vít lùn. Đó, cái này là vít đầu 6.5 này, hiện tại là em gắn vào một cái đầu vít BH2 cho anh em ha. Hai đầu vít BH2 luôn, nó dài 6.5 cm thôi, còn anh em mình có cái đầu vít dài thì mình bỏ vào mình xài thêm. Dùng được 6.5 này, cái này thì dùng được hai đầu luôn nha, nó dài được là 13.5, và con này thì em để giá cho mọi người là A8 ha. A8 con này giá 80. A8 giá 80.000 ha. Đây. A8 này 80.000. Rồi. A9. A9 em có một cây đầu bán chui 6.35, đầu nối dài nha, rất là dài này. Bên này là 6.35 và bên này cũng là 6.35. Đó, anh em mình sử dụng ha, đây. Đó. Lấy xuống để mình bỏ đầu vít vào. Ha. Rất là dài nha anh em. Đó, rất là dài luôn. Cái cây này thì nó dài tổng thể được là tới 35 cm. Anh em mình có thể mình bác vào trong những góc sâu này nọ ha. Cái nối dài của 6.35 dùng cho máy bán vít. Rồi cái này đây, cái này là cứ tròn đến đây mình cầm giữ này, nó dặm mình giữ mình bán ha. Đó, ha. Rồi cái này A9 giúp em nha, cái này 150.000. A9 150.000 ha. Đó, A9 150. Rồi. Theo. A10. A10 thì em có một cái đầu bán chui 6.35 nữa nè anh em. Một cái đầu bán ốc của thằng Top ha. Này nó bán ốc là 12 ly nha anh em, 12C là 12 ly này, đầu 6 cạnh đó. Đây, Top ha, hàng của Top 6.35. Thì anh em thích cái đầu bán của Top này, mọi người cho giúp em mã số là A10 nha. Cái đầu bán của Top này giá 80. Đây. A10 ha, 80.000. Rồi. Theo. A11 là em có một cây rin lẻ, anh em mình mở ốc máy lạnh đồ này nọ ha. Cái cây này là RQ17 này, mở ốc 17 ly của Super Tool nha anh em. Đó. Cái này dùng rất là ngon luôn. Đó, ha, rất là xịn. Đó, cây mở ốc 17 ly của thương hiệu Super Tool. Những cái này anh em mình thấy ha, hoạt động rất là ngon luôn. Của thương hiệu Super Tool nha anh em, RQ17N. Đó. Cây này là mở ốc 17, anh em mình nhìn lạnh cũng hay dùng nè. Nó dài được là 19 cm ha, cây này 150.000 nha anh em. Mã số là A11, 150.000. Rồi, em có một cái bộ siêu tầm cho anh em luôn của KTC này. Đây. Nguyên một bộ đó là đầy đủ luôn nha anh em. Đó, còn cái bộ này nói chung là còn đẹp. Cái này anh em mình mua lẻ rồi, mua mới rồi nó mắc tiền kinh khủng luôn. Cái này thì em có nguyên một bộ luôn này. Đó, nguyên một bộ là đều của hãng KTC nha, là màng thép rất là đẹp luôn. Đó. Ha, cái này là anh em mình làm nghề rồi rất là ngon rồi, mình sưu tầm thích cho cái bộ này. Đó, rất là mềm thôi. Anh em mình mua mới giá nó cao, còn mua lẻ giá nó thấp ha. Rồi bộ này nó sẽ gồm có thông số này 21 ly nha anh em. Đó. 21 này.
19 nè. Đó, 17 nè. 14 nè. 13 nè. 12 nè và nhỏ nhất của mình là 10 ly. Đó anh em mình sẽ xem ha. Còn rất đẹp, nguyên một bộ đồng bộ ha, đều của hãng KTC hết nha anh em. Rồi đầu tiên con này 10 ly. Đó. Anh em thấy không? Trang cỏ đồ còn đẹp hết nha mọi người. Đó, cái này là anh em mình sưu tầm đủ bộ là rất là ngon luôn. Tiền nào có nói hàng của Nhật, của KTC thì rất là chất lượng ha. Đây, mã của mình là RMZ nè. Đó, của KTC nè anh em. Đó. Ha, đầu ngàm đồ còn đẹp trang xì hết nha anh em. Đây, cho mọi người xem từng con luôn. Đó. Đó, con này là 10, 12 và 13 này nè. Con 14. Này em báo nguyên bộ. Cho nên mình sưu tầm đó. Rất là mới nha. 14 rồi tới 17. Này mua nguyên bộ đủ bộ cho anh em mới thay, mình mua lẻ từng con rồi lâu. Đã đủ nguyên bộ cho anh em luôn. 17, 9 này, 21 này. Đó. Thì nó còn thêm một hai con lớn nữa, nhưng mà ở 7 thì em kiếm được 2 4 6 7 con như thế này ha, 7 con nha anh em. Đó, đây, 7 con ring này. Mở ha. Đó. Cái này là phù hợp cho anh em mình sưu tầm. Cái này thì em báo nguyên bộ không xé lẻ ha. À, 7 con như thế này nha anh em. Rồi 7 con này em để giá cho mọi người là 950.000 ha. Thay vì anh em mua lẻ tầm khoảng 150 một con. Cái này thì em bán nguyên một bộ 7 con cho mọi người là giá 950 nha. A12 giúp em nha, 950.000 cho bộ này ha. A12 nguyên một bộ anh em. Thay vì mình mua lẻ đâu này nọ, mình mua một bộ này về mình dùng ha. A12 950. Rồi. Tiếp theo. A13 thì em có một cây bộ lục giác anh em, của thương hiệu hãng Briscoe này. Đó, thì cái bộ này là vừa lục giác vừa vít ha. Bên này thì nó sẽ có một cây hai cái đầu lục giác và một cái đầu vít này. Bên này thì nó sẽ có là ba cái đầu lục giác nè. Đó, thì như là bộ này là nó sẽ cam có 5 cái cây lục giác và một cái đầu vít dương. Đó. Còn khá là đẹp ha. Thì cái bộ lục giác này chắc tầm khoảng là 2 này, 3 này, 4 5 6 ly nha anh em, 2 3 4 5 6 với một cái vít dương thôi ha. Rồi anh em thích cái bộ lục giác này, mọi người tiếp giúp em A13 nha, 150.000 rất là đẹp ha. Đó, mình bọc túi rồi cũng rất là gọn ha. Thương hiệu là Briscoe ha. A13 150.000. Rồi. A14 là một cái bộ lục giác nhỏ của Engineer chưa xài nữa. Đó, đây. Một cái bộ lục giác nhỏ của Engineer này, made in Japan, cũng có 7 chi tiết. Rồi 7 chi tiết này thì hệ số của mình là hệ số số phần hay sao á. Đây, đầu tiên của mình là 0.71 nè, tiếp theo là 0.89 nè, tiếp theo là 1.27 nè. Rồi 1/16, 5/64, 3/32 và 7/64 ha, một cái bộ lục giác thì in nhỏ nhắn xinh sáng cho nên mình mở đồ ha. Thằng chuẩn nội địa Nhật 100% chưa xài. Rồi bộ này em để giá là 80.000 giúp em ha. A14 giúp em giá 80. Đây, A14 80.000 nha. Rồi, A15. A15 thì em có một cái bộ khẩu của Marvel ha. Bộ này nói chung là em chưa có vệ sinh luôn, còn rất đẹp ở bãi nha anh em. Đó, đây, cái hộp của mình đây ha. Đó, thương hiệu hãng Marvel, Marvel này giống như cái thùng đó, hàng nội địa Nhật nha, Marvel. 1/4 nha anh em, bộ này là bộ nhỏ 1/4 thì thông số nó sẽ có trên này nè. Trên này thì nó sẽ có ba cái đầu này, là ba cái đầu dạng mở ốc đa nang này, ốc hư này, những cái cạnh ngôi sao này như này ha. Đó, thì ba đầu này là gồm thông số là 6 ly này, 8 ly và 11 ly. Rồi bên này nó sẽ gồm có những cái khẩu là 4 5 6 7 8 9 10 11 12 nha anh em. Đó, 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Đó, chung là bộ này là đầy đủ nguyên zin hết. Đó, nó bấm bụi thôi nha anh em. Đó, một cái cần tự động 1/4 này, đảo chiều. Một cây cần trượt, cây nối dài. À, một cây gù nữa. Nó bộ này nhỏ nhỏ nhưng mà đầy đủ ha, chi tiết rất là đẹp. Thì anh em thích cái bộ khẩu nhỏ nhỏ này mình sửa chữa trong gia đình đồ này nó rất là ngon nha, 1/4. Mọi người chế giúp em A15 nha, bộ này 380 anh em, của Marvel ha, hàng chuẩn nội địa luôn. Đây, logo của hãng Marvel ha. A15 380.000. Rồi. Tiếp theo. A16. A16 thì em có một cây cưa của Hundershaw ha. Loại này là loại cán cam này, nó còn khá là đẹp. Nó hai ốc hai bên ha. Đó, lưỡi đâu còn ngon lành. Đó. Hundershaw nha anh em. Chiều dài của mình tổng thể là nó dài được tầm khoảng 25 27 cm.
Rồi mã số là A15 nha, 100.000. A15 100. Tiếp theo A16. Em có một cây búa đi. Đây một cái búa rất là bự luôn của thương hiệu Lotter nha anh em. Đó cái này anh em mình thích thằng ngon làm chốt con này này Lotter 1/1/2 nha, búa bự á. 1/2 là anh em thấy bự rồi, con này là 1/1/2 luôn. Đó, đầu búa đồ còn ngon lành hết nha. Cái này là anh em mình đóng gỗ ok này, đó nó trích. Đó, ha, cán còn đẹp luôn. Đó, vỏ nó lành lặn, nhìn không? Hàng Lotter dù tôm hùm thì cái này nó có tổng trọng lượng mình cân lên được là nó nặng tới 1,1 kg nha anh em. Con này nó bự nha, dàn này là búa bự, lâu lâu mới có dàn búa bự của Lotter. Đó, nó dài được là 37 cm và đường kính đầu búa này của mình thì nó được là 35 ly. Một cái búa bi của Lotter là dạng bự nha, con này em để giá cho mọi người là 300.000. đó, anh em thích cái búa bi của Lotter này ha, nặng 1,1 kg nha anh em. Thường thường anh em thấy nặng 800 g là thấy bự rồi, con này nó nặng tới 1,1 kg. Mã số là A17 300.000 đó, của hãng Lotter dù tôm hùm ha. A17 300. A18. A18 là một cây cây khóa của KTC này, đó rất là hiếm nha anh em. Lâu lâu mới có một cây khóa bự này của KTC này, số 29 ly, số này cũng rất là có ha, còn mới nha anh em. Đó, anh em mình xem rang cỏ luôn nè. Đó, còn rất là đẹp. Nước xi si được không bị tróc rít kìa, made in Japan. Một cây khóa 29 ly còn rất là đẹp nha mọi người. Đó, hàng 7. Đó. Cây này thì nó dài tổng thể mình đo được là 42 cm nha, 42 cm rồi cây khóa. À, 29 ly của KTC này giá 300.000. Đây, A18 giúp em nha, 300. A18 300.000. A19. Một cây khóa KTC khác ha. Cây này là 14 ly này, cây này cũng còn mới này. Đó, đây. Thì cái kiểu này nha, dòng này là đo gì nè, đo hin nè anh em. Hai vòng 14 ly hết. Anh em thấy trang phao hết nha anh em. Này là nước xi nguyên zin nha. Đó. Còn mới đẹp. Đó, cái này nó còn khá là mới này. Thì anh em thích cái con khóa KTC 14 ly kiểu dáng này ha. Rồi thì để em đo cái chiều dài cho mọi người nè. Con này nó dài được là gần 30 cm, có thể 29 cm nữa ha. Rồi cái này còn đẹp nha anh em, còn mới, em để giá là 150.000. A19 giúp em ha. Số A19 này 150. Tiếp theo A40 thì một cây khóa của Đức. Đây, anh em mình sưu tầm nha, những cái này nó còn rất là mới anh em. Nè, số của mình là số 12 và số 14 nha anh em. Đó, anh em thấy vòng đồ rất là đẹp, nó chỉ bị lắm bụi bên trong thôi. Chứ còn nước xi được nguyên zin nha. Đó, thương hiệu Star WB này. Rồi anh em thích cây khóa của Đức 12 14 này mình có thể mình sưu tầm. Đó. Mọi người chú giúp em con này A20 nha, 180. A20 180.000. Của Đức ha. A20 180 12 14. A21. A21 là một con đây khóa KTC 89 này, cái này nó rất là khó kiếm, lâu lâu mới có nên anh em mình giúp đủ bộ. Cái này nó còn mới này, made in Japan ha. Nó dòng 15 89 ha. Đó, bên trong nó dính đất nha anh em, chưa vệ sinh, anh em về vệ sinh thêm giúp em. Đó, 89. 89 ha. Rồi anh em thích cái khóa 89 made in Japan này của KTC, mọi người chơi giúp em con này A21 130 nha. 89 của KTC loại này 130.000. A21. Rồi. A22. Cái này à 12 89 rồi, con này là 12. Đó, con này cũng vậy nha, tình trạng là anh em mình thấy em chưa có vệ sinh bên trong này, anh em thấy nó có đất bên trong nữa ha. Đó. Còn rang cỏ luôn rất là ngon. Đó, con này thì 12 120. 120 đi anh em, 120.000 nha. Đó, A22 120. A23. Đây em có một cây khóa của Snap-on của Mỹ 12 ly. Rất là hiếm nha. Lâu lâu mới có một cây khóa Snap-on đó, nó thiết kế rang kiểu như này nha anh em. Đó, con này cũng còn khá là ngon nha anh em. Đó, SOAXMI2 12 mm ha. Của Snap-on. Rồi chỗ này thì nó để bãi rồi, anh em mình thấy nó có vết lắm đó. Thì anh em thích cây khóa 12 ly của Snap-on này, mọi người chú giúp em mã số là A23 nha. A23 con này giá 200. Của Snap-on của Mỹ ha. A23 200. A24. Vậy em vào máy cây khóa của KTC này, từ lớn từ nhỏ tới lớn ha. Đầu tiên con này 7 ly. Dầu xít nội địa Nhật. Đó. Rất là ngon ha, KTC này. 7 ly ha. Con này là rang cỏ đồ còn đẹp hết, giá 80. Anh em mình ghép cho đủ bộ ha. A24 80.
25. Cây này là 15 ly này, còn rất là đẹp. Đó, dấu rít nội địa Nhật. Đó, chữ H Japan đây. Con này còn khá là ngon ha. Đó, nên mình ghép cho đủ bộ anh em, 15 ly lâu lâu cũng có. Ha, con này 120 nha. 120.000. Đó. Mã số là A25 120. 26 là một con 17 ly. À, nước da đồ còn đẹp nha anh em, nước da đồ còn trắng, không có bị tróc xi đồ nhiều đâu ha, còn đẹp. Rồi con 17 ly này 100.000, mã số là A26 A100. A26 này 100. A27 cũng vậy luôn. Những cái này là anh em mình mua xài rất là ngon ha. Khóa của KTC. Đó. Rồi KTC này 80 ha. A27 80.000. 28. Cái này 19 ly này anh em. Chung là môi ngàm nó còn ngon lành hết nha mọi người. Đó. Thì anh em thích cái cây KTC 19 ly này là A28 100.000. A28 100. A29. Một cây kìm mà bó quả kiểu dáng này ha, thương hiệu IBS nha anh em. Này IBS này dài 23 cm. Nào nó mở được là 60 á, rang cỏ kịp như thế này ha. Đó. Dạ 23 cm. Rồi cái kim mốt quả này 180 nha anh em. Dòng này mở ống đồ rất là ngon. A29 180. A30. Có một cái kim tuốt da nha anh em. Con này nó tuốt hiệu số B này, đó. Em chưa có vệ sinh nhưng mà rang cỏ đồ ngon lành này, có cử da nữa anh em mình về mình nóng tích thì mở ra. Đó. Vỏ dài của thương hiệu Vercel Japan ha. Đây này thì anh em mình tuốt da được ngon lành, này giống như cái cử thôi. Đó, bỏ vào tuốt ha, đem xoay cái này đi, cái này làm biết là người ta tuốt gì đâu, người ta có cử sẵn vô ha. Đó, tật này ha, cái kim tuốt da điện anh em có vừa sale. Còn cái cử này anh em thích thì về mình mở ra mình bỏ cũng được. Này là cái cử nguyên zin trong cái con kim tuốt da ha. Thì anh em thích cái con kìm tuốt da điện của hãng Vercel Japan, nó tuốt được từ dây là 1 ly 1.6, 2.2.6 và lớn nhất là 3.2 này. Này đó. Rang cỏ đồ còn ngon lành hết nha. Còn cái này anh em mình muốn đẹp hơn về mình tháo ốc ra mình vệ sinh thôi, chứ còn rang cỏ đồ còn đẹp, không có bị mẻ miết gì nha anh em. Đó, lưỡi cát đồ bên trong rất là đẹp. Thì cái con kìm tuốt da điện này em để giá cho mọi người là 230.000. Đó, mã số của mình là A30 nha. A30 230.000. A30. Rồi tiếp theo A31 cũng là những cái loại kìm tuốt da điện khác anh em. Đây, đầu tiên thì em vào cho mọi người mấy con của Mỹ đây, của thương hiệu Tripper USA này, của Mỹ này. Này thì nó tuốt da nhỏ nha, da là tuốt da điện nhỏ, còn anh em mình tuốt da điện lớn vẫn được bình thường. Đây em cắt như nè, lưỡi cắt này rất là bén này. Nếu mình cắt cây diện đớn thì mình sẽ nó nớt lỏng cái tay ra tí rồi mình đi tuốt đi thôi, rất là nhẹ nhàng luôn ha, không có vấn đề gì hết. Hả? Và hàng này là hàng của Mỹ ha, thương hiệu Tripper USA này. Rồi anh em thích cái con Tripper USA này của Mỹ ha, mã số là A31 100.000. A31 100. A32. A32 con này cũng vậy nha. Đây, hai con giống nhau, những này là đều là lũ nhỏ hết. Đó, anh em mình yên tâm mình mua về mình xài nha. Đó, mình cứ bỏ vào thôi, các nhãn cái mình tuốt đi nè. Đó, cát của Mỹ nha anh em, 100.000 một con. Nó rang cỏ lưỡi cát rồi còn ngon lành hết. A32 100.000. Rồi A33 hôm nay em có một cái loại rất là xịn này của Ý nha anh em. Đó, đầu tiên thì em sẽ vào con từ cũ tới mới ha. Đầu tiên con này nó tiếng cũ cũ nhưng mà không cũ đâu anh em. Rồi tuốt da bự nha, đó, nó tuốt cái lỗ da này, lỗ da điện bự này. Đó, nói chung là da điện nhà đó anh em. Này nó để này thông số này. 2.6 mm luôn á. Cái này là cái để anh em mình khóa ha. Đây. Cái này là của Ý nha anh em. Này, hãng God nha, made in Italy này, nó hàng của Ý nha, rất là ngon nha anh em. Đó, anh em mình thích cái kìm tuốt của Ý mình chốt. Những cái này thì nói chung là chất lượng nó rất là cao rồi anh em ha. Hàng của Ý, thường thường anh em mình thấy hàng của Ý thì không bao giờ rẻ tiền đâu. Đó. Ha. Hàng của Nhật của Vercel rồi này nó 300 mấy rồi, này giá nó mới nó cao lắm.
Rồi cái này thì em để giá là 130 nha anh em, 130.000 một cây kìm tuốt dây điện của Ý nha. Đó. Sử dụng rất là ngon luôn, lưỡi cát cũng như là rang tuốt rất là ngon. Tuốt dây bự A33 130 nè. A34 thì cái này đẹp hơn. Đó. Đây. Đẹp hơn, giá cao hơn, trong lúc nào cũng vậy thôi. Đó, cái này là nước ram mình còn đang luôn nè. Đó, lưỡi cát, lưỡi tuốt đồ còn nguyên vàng luôn. Không có mẻ miết hết. Chốt tán. Ha, còn rất đẹp. Đó, đây. Made in Italy anh em, của hãng Gok ES3 này. Đó, Made in Italy này, hàng của Ý ha. Rất là xịn sò luôn. Đây. Cái này nó mới ha. Đó, rất là ngọt luôn. Dòng này thì em cũng đang dùng cây này. Dùng sướng lắm. Đó. Ha. Rất là ngọt luôn. Rồi con này còn đẹp, mới 180.000, anh em mình có thể mình xài và mình thích thằng đẹp. 180.000 cho con kìm tuốt này ha, của Ý. A34 180. Rồi, tiếp theo. A35. 35 thì hai cây này cũng có nó luôn, nhưng mà lỗ nhỏ hơn. Lỗ này nó tuốt lớn nhất là 0.8 mm này. Nó bự hơn con Shipper nhưng mà nó nhỏ hơn con nãy. Những con này cũng còn đẹp nên em thấy màu sơ, màu ram của mình là còn màu đen này. Đó. Nào anh em mình sử dụng trong gia đình cũng được. Vấn đề vậy ha. Đó, đây. Tuốt. Đó, cát. Đó, ha. Nào anh em mình sử dụng trong gia đình cũng ok, không vấn đề gì nha anh em. Tuốt được lõi dài 0.8 này. Đó, của Ý hết ha, một hãng hết. Nó dòng là IS2 ha, Made in Italy luôn. Rồi cái loại này em để giá là 150.000, chung là còn đẹp, của Ý nha anh em, 150. A35. A36 cũng vậy. Hả? 0.8 luôn em thấy không? Những con này là nước ram còn đang này, đó em chưa có vị. Đó còn đẹp. Đó, những con này là anh em mình mua về xài rất là ngon ha, hàng của Ý nha anh em. Không phải là ấy ha. Hàng của Nhật nó đã cao rồi, con này là hàng của Ý luôn, nó cát rất là ngon. Đó, đây. Bỏ vào thôi, nhẹ nhàng. Cát tuốt ha, 150.000 nha anh em. À, những cây này thì nó cái chiều dài của mình đo được nó tầm khoảng là 16-17 cm thôi. À, nhưng mà cầm rất là êm tay ha, hàng của Ý, Made in Italy ha. A36 150.000. Ha. A36 150. Rồi, tiếp theo. A37 thì em có một cây bộ vít. Bộ vít kìm thế này thì hôm trước em giới thiệu rồi. Hôm nay em giảm giá sau luôn. Một cây kìm cái góc xéo chưa xài của thương hiệu hãng Densan. Đó, cái góc xéo chưa xài nha, của hãng Densan thì để lâu ngày thì anh em tái nó lên cái phần bụi nó bám, anh em về mình có thể lau chùi thêm. Đó, và một cái vít hai đầu của Vercel. Ha, một cái vít hai đầu của Vercel nha anh em. Đó. Đây. Một đầu âm, một đầu dương. Đó, rất là hay ha, để anh em mình xài. Đó. Một bộ như thế này là gồm có hai chi tiết mới chưa xài ha, dài 16 cm. Nào cái kìm này là hôm trước em bán nó 130.000 một con rồi. Cái vít này nữa ha. Thì hôm nay nguyên một bộ này em để giá cho mọi người là 150.000. À, 150.000 cho hai chi tiết này ha. Còn mới chưa xài nha anh em. Một cây kìm cái góc xéo 16 cm của Densan và một cây vít dài hai đầu của Vercel. Đó anh em mình, cái bộ này anh em mình dùng gia đình là ngon lành. Đó. 150.000 nha. A37. Đây, A37 ha, 150. Tiếp theo. A38 thì em vào cho mọi người mấy cây kìm. Đầu tiên thì em có một cây kìm này. À, cây kìm này thì nó rất là hay nha. Anh em mình thấy nó thiết kế kiểu như này nha anh em. Nó có lỗ tròn nên nó cũng nhai này. Nó và nó có thích từng bậc bậc như thế này. Cái này thì em biết là để nó uống cái gì hay là gì đó thì anh em mình xem phụ công việc của mình thì mình chốt. À, nó có từng bậc như thế này ha. Và nó làm bằng thép tráng, không có chữ, làm bằng thép tráng nha anh em. À, thép không rỉ á. Nó dài được là 13.5, cái kìm này em để giá 120 nha anh em, nhìn nó khá là độc đáo ha. 120.000. A38. Rồi, tiếp theo. A39, một cây kìm mỏ nhọn. Còn rất là đẹp luôn. Thương hiệu của mình là Tone nha. Đó, em vệ sinh hết rồi. Đó, anh em mình về mình sử dụng thôi. Đó. Của thương hiệu là hãng Tone, dài 16 cm nha, 6 xích nội địa Nhật. Cái còn ngon lành. Hãng Tone ha. Rồi anh em thích cái cây kìm nhọn của hãng Tone này, mọi người chứ giúp em A39, con này giá 80 ha, của hãng Tone A39 80. Tiếp theo A40, một cây kìm của Fujiya này, nó được si tráng này, cái đầu này người ta dùng nên anh em thấy nó tróc xi ha, nhưng mà đầu mũi nó còn nguyên vẹn không có bì nha anh em. Người ta dùng thì nó
nó tóc đen đen cái đầu thôi, quát như thế này và bên trong có đen luôn. Đó, của Fujiya nha. Đó, của Fujiya. Rồi con kìm Fujiya này nó dài được là 16.5 ha, gần 17 cm. Cây kìm của Fujiya này mã số của mình là A40 100 nghìn, A40 100. Tiếp theo A41 là một cây cây kìm đa năng của thương hiệu Weber ha. Đây, thương hiệu Weber này, trên vỏ nó cũng có để này nè. Này là của Mỹ nè, của Nhật vậy đó anh em. Có nhà máy ở Mỹ nữa, cũng có nhà máy ở Nhật. Nói chung là cái này hàng xịn thôi. ES50 nha, vỏ màu xanh lá. Đây. Đó, cái này là có một cái đầu kẹp nè, đầu kẹp nhỏ nữa nè. Đó, ren kìm đồ ngon lành hết. Đó, đây logo hẳn. Ha. Rồi cái này thì lưỡi cát là lưỡi cát bán lắm anh em ha. Các dai các kiểm luôn ngon lành đó. Vỏ dài đẹp. Cái này thì nó dài được là 22 cm nha anh em. Dài được 22 cm, con này em để giá cho mọi người là 200.000. A41 nha, cái kìm này 200. Vừa kẹp vừa cát được ha. A41 200.000. Rồi, tiếp theo. A42 thì em có một cây kìm cắt của Huzan anh em, cái này là lưỡi dài nha, các kiểm được ok nè. N12 này anh em thấy không? Lưỡi dài cui luôn á. Đó, rất là ngon nha, cái trịch luôn anh em. Đó, không có hở sáng nha luôn nha. Rất là ngon. Này, anh em cái lưỡi nó dài cui à, anh em mình cắt kiểm luôn được. Các cái điện không xi nhê rồi ha. Rất là dài luôn. Mạch kìm anh em mình muốn sáng là mình về mình vệ sinh thêm chứ không có rổ nha. Nó mạch kìm còn đẹp. Dài là 16 cm nha anh em. Dài 16 cm, A42 100. A42 100. A43. Con này là đẹp này. Của Fujiya lưỡi mỏng, đã là con lưỡi dài, con này là con lưỡi thông thường, lưỡi mỏng. Đó, nên mình cắt dây nẹp, cắt dây điện cũng được. Fujiya lưỡi con mới nha. Đó anh em thấy không? Không có răm mẻ nha anh em. No 60 in ha. Là anh em mình bonsai dây nẹp cũng được. Đó, cắt dây nhôm. Đó. Của Fujiya vỏ nó còn đẹp. Cái này nó cũng dài 16 cm luôn, 100.000. A43 ha. A43 Fujiya 100. A44 cái này là của Thuribit, cái này cũng còn rất là đẹp luôn. Đó, có một lỗ tròn để anh em túc dai luôn, mài kìm nó còn đẹp. Xeo zit đều địa đại đủ, thương hiệu Thuribit. Đó ha, lưỡi cát nó còn ngon lành, vỏ lành lặn. Nói chung là những cái kìm cát hôm nay rất là đẹp. Dài 16 cm nha mọi người. Đó, dài 16 cm. Rất là ngọt ha. Rồi con này mã số của mình là A44 giúp em nha. A44 cái kìm cắt của thương hiệu Thuribit này. Giá của mình là 100.000, A44 ha. A44 100. Rồi, A45. A45 thì em có một cây kìm của thằng Fujiya này, vỏ dài. Đó, màu xanh da trời như thế này ha, vỏ còn đẹp nha anh em. Đó, rồi mặt kìm cũng còn ngon lành ha. Đó, đây, Fujiya Japan, size bự có ép code này. Lưỡi cát nó còn ngon lành hết này. Đó anh em thấy không? Ren kìm nó còn đẹp. Đó, một con Fujiya rất là ngon nha anh em, size bự nữa. Rất đáng để anh em mình dùng nha. Đó. Cái này nó dài tới 23 cm, siêu bự nha anh em. 23 cm. Đó. Ha. Cát rất là ngon luôn. Đó, lưỡi cát như ren kìm nó còn ngon lành hết, vỏ lành lặn hết ha. Rồi cái này em để giá Fujiya ha, cái này A45. Con kìm của Fujiya này 280. A45 280.000 ha, có ép code luôn nè anh em. Fujiya Japan này. A45 280 nha anh em. Vỏ đồ đẹp. A46. Cây kìm nguội size 21 nữa của thương hiệu hãng Thuribit, những cái nào là còn mới nha. Đó, đúng không? Ren cỏ đồ còn nguyên vẹn hết. Đó. Thương hiệu Thuribit kìm nguội. Con này thì nó cũng dài tổng thể được là 21.5 này, size bự nha anh em. 21.5. Cái còn ngon lành hết nè. Rồi, anh em thích câu kìm size 21.5 này, mọi người chơi giúp em A46 dạng kìm nguội của thương hiệu Thuribit ha. Cái này giá 200. Đẹp nha anh em, 200.000. A46 200. A47, một con kìm của hàng K3. Đó, những cái hãng kìm rất là nổi tiếng ha. Này Thuribit K3 này ha, mày kìm đẹp. Đó. Ren cỏ nó còn ngon lành hết nha mọi người. Ha. Này. Vỏ màu đỏ lành lại hết luôn. Vỏ trơn. Con kìm của K3 này cũng ăn dài 21.5. Đây. Rất là ngon ha. Ha.
những cây kìm xe bự ha, giá 200.000. A47 200. Rồi A48 em có một cây kìm cắt xe bự nữa nè. Nó lâu lắm có một cây kìm nhưng mà cái mặt kìm hơi xấu, mặt kìm anh em tán hơi rỗ này. Nhưng mà quan trọng lưới cát này anh em, lưới cát nó không có mẻ đâu ha, lưới cát còn đẹp. Đó, em nhìn trước này, cái này là anh em mình cắt kẽm cắt cứng luôn rất là ngon. Tại vì nó bự nó dài nên là anh em mình cắt nó có lực nha. Nên nó dài tới là 22 sen luôn á. Siêu bự. Có điều cái mặt kìm nó không có được đẹp thôi, chứ còn lưới cát là ok nha, mặt của Mary nha anh em. Của Mary. Cắt rất là ngon ha. Rồi anh em thích cây kìm cắt bự của Mary này em để giá là 150.000 nha anh em. 150.000 mã số là A48. 150. A49. A49 thì một cây kìm của Đức. Đây. Kinibet con này thì mặt kìm đẹp này, đó, lưỡi cát được ngon lành ha. Của Kinibet này không lưỡi được không có mẻ miết như anh em. Đó, rang cỏ ok hết ha, có vòng kẹp ốc. Có điều cái vỏ thì chỗ này nó hơi bị cắn tí này. Ha. Con này là thương hiệu của mình là Kinibet 02 01180 nha anh em. Đó. Chuyên cắt dây đàn piano này, dòng này là dòng cắt cứng nha anh em này. Chuyên cắt dây đàn piano 2 chấm ha, cắt cứng nha anh em, cắt dây đàn piano 2 chấm của Kinibet ha. Này, cắt dây điện không xi nhê rồi, cắt dây piano rất là cứng ha. Rồi cái kim Kinibet này nó có tổng chiều dài được là 18.5 ha, là 19 sen á. Cái kim Kinibet này em để giá cho mọi người là A49 nha. A49 cây kìm Kinibet này giá 220. A49 220.000 ha. Vỏ nó xấu chứ vỏ nó đẹp và giá nó rất là cao. A49 220. A50 em có một cặp kìm phe, đó một cặp nha. 101 ngoài của KTC còn ngon ha, rất là đẹp luôn này. KTC Kyoto Tool. Đó, 170 ha. 101 ngoài nha anh em. Đây bút vào đi vào, này cái vàng bút vào đi ra. Đó, hai cây này đầu mũi là còn đẹp hết. Đây, nên mình xem ha. Đó. Bốn cạnh đầu cà phê này. Đó nè ha. Đầu mũi còn ngon lành hết ha, một con đỏ một con vàng cùng một size, một con trong một con ngoài đấy nên mình sử dụng trong gia đình. Rồi cặp này em để giá là 350.000 nha, em bán là hai con 350. A50 ha, 350.000 cho hai chiếc ha. Chiều dài của mình là nó dài tầm khoảng 17 18 cm nha anh em. Này 18 cm này. Mũi thẳng ha, 18 cm. A50 ha, 350. Tiếp theo. A51. A51 em có một cây thước kẹp. Nên mình kẹp mũi khoan kẹp đúng được. Nigatashiki ha, hàng chuẩn là địa Made in Japan này. Cái này thì nó dài được là 10 cm. Ha, nó dài 10 cm ha. Đó, anh em mình bình thường mình tháo ra mình vệ sinh được. Đó, ví dụ anh em về mình lau chùi ra đây ha. Rất là ngon và khi mình lắp vào chỉ số rất là chính xác nha anh em. Đó. Rất là ngon. Này. Cái này anh em mình kẹp mình đo những chi tiết nhỏ nhỏ rồi rất là ok. Rồi anh em thích cái thước kẹp này, nói chung là đầu mũi rồi này nọ là còn ngon lành hết. Đó. Của Nhật nha, thép không rỉ. Dài đo được 10 cm. Cái này em để giá là 150.000 cho cái thước kẹp mini này ha. 150.000. Cái thước kẹp mini ha, A51. Rồi, tiếp theo. A52 là một cây thước nha anh em, cái thước mini của Shinwa ha, chưa xài đó. Bên là anh em mình tham khảo thông số, còn bên này là anh em mình sửa số ha, 1.5 nha anh em, 150 mm chưa xài còn đang vỏ của thương hiệu Shinwa hiện chính kính cuộc. Anh em mình có thể mình mua kèm với những dụng cụ đồ nghề khác ha. Cái này em để giá là 50.000. Số là A52. Đây, A52 50. A53 là một cây dụng cụ liếc dao. Cái này cũng rất đẹp. Hàng vải. Rất ngon ha. Này. Em thấy cái thân liếc đồ rất là ngon nha anh em. Dụng cụ liếc dao. Thì cái này là đường kính thân. Đường kính thân tròn của mình á, đây, đo luôn cho mọi người. Đường kính thân tròn của mình là 9 ly nha anh em. Đường kính thân tròn của mình là 9 ly. Và cái chiều dài phần liếc của mình nó dài tầm khoảng 20 cm. 20 cm chưa tính phần cán nha. Rồi anh em thích cái dụng cụ liếc dao của Nhật này, hàng bãi ha. A53 150.000. Dụng cụ liếc dao ha. A53 150. A54. A54 là một cây cần tự động mới tinh luôn cho anh em mình sưu tầm nha anh em. Lâu lắm mới có một cây cần của Tone nè, dòng này là dòng 371N Japan nè. Đó. Ha, Tone Japan rất là mới nha anh em, rất là đẹp nè. Nó vàng là bằng ốc lục giác đó, đầu rồi anh em thắng sáng trưng luôn nè. Đó, qua cho mọi người sưu tầm. Đó.
bên trên. À, rất là đẹp nha anh em. Tonezer Band 371N, nó hai bên nó giống nhau này, rất là đẹp. Bánh cóc. Đó, quà rất là nhẹ nha anh em, đảo chiều. Đó, bởi vậy những cái cây nào là phù hợp anh em mình thích hàng đẹp mình sưu tầm nha, của hãng Tone. Lâu lâu mới có ha. Thì anh em thích cây cần của Tone này nó khá độc lạ, còn những cái dòng thông thường kia thì nó nhiều, còn cây này là lâu lâu mới có ha. Cây này em để giá là 380.000. Mã số cho cây cần này của mình là A54. A54 380. A55. Một cây cần trượt của Đức. Này, lâu lắm mới có một cây cần trượt của thương hiệu Starwheel nha anh em. Này. Starwheel Made in Germany nha, đầu 1/2. Đó, cần trượt 1/2 ha. Cái này thì cái chiều dài tổng thể của mình, cánh tay đòn của mình là nó dài tới là 30 cm. Và anh em thích cái cần trượt 1/2 ha. Của Đức này mình mua về mình sưu tầm và mình xài, hàng của Đức thì rất là chất lượng rồi. Made in Germany nha. Rồi cái cần trượt của Đức này em để giá cho mọi người là 250.000. Mã số là A55 nha. A55 250. Tiếp theo A56 là cây này của KTC nè. Đó, ha. Dòng những dòng này thì nó có nhiều nhưng mà KTC thì cũng rất là ngon nha, sao xít nội địa Nhật. Đó, nước xi si rồi còn đẹp hết ha. Ha, hoạt động ngon lành trơn tru đảo chiều. Đó. Một cái cần tự động 1/2 của KTC cũng còn khá là ngon, khá là đẹp ha. Thì anh em thích cái cần 1/2 của KTC này, mã số là A56 nha. 250.000. A56 250. A57. Một cây móc khóa treo. Đó, một cây móc khóa treo của Nhật ha. Đây, thương hiệu của mình là thương hiệu 123 này. Đó, Japan này ha. Còn mới tinh này anh em, cái này là còn mới tinh chưa có xài. Cái móc khóa treo. À, rất là đẹp. Anh em mình mua về mình treo móc rất là ngon bằng thép ha, 100.000 A57. A57 100 ha. Rồi, mã số cuối cùng A58, một cây màu lít răng anh em sưu tầm nha. Thương hiệu của mình là ARM Made in Japan ha. Dòng này là size 250 nè. Đó. Con này là rang cỏ nó còn rất là mới nha anh em. Cái này là phù hợp anh em mình sưu tầm này đó. Rang cỏ nó còn đỏ ao nè. Con này thì cái ngàm nó bự bự nha anh em. Nó 25 nhưng mà cái dòng ARM là cái dòng high quality này. Cái dòng này là dòng chất lượng cao á. Nên là nó mở bự lắm anh em. Đây cái ngàm anh em thấy nó mở tới 7 cm luôn nha. Nó rất là rộng, rộng nha anh em. Size 250 thì cái chiều dài phần cán nó đo được tầm khoảng găng tay nè. Ha. Rồi con này em để giá là 230. 30.000 cho anh em mình sưu tầm nha. Đẹp. 230. Mã số là A58 ha. 230.000. Rồi em Thắng xin kết thúc clip tại đây và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.